như tôn đức kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2021, năm ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Thìn. Trong những ngày vừa qua, gia đình con trải qua một sự bất mãn to lớn, đó là sự ra đi vĩnh biệt của người cha, người ông của chúng con, và tiếp nối là sự ra đi vĩnh biệt của người mẹ, người bà, nội bà ngoại của chúng con. Cha mẹ là lãnh sinh thần, và chúng con hằng kính mến yêu quý là hiện tượng vật chất, là sinh thần nuôi nấng dạy dỗ chúng con đến người. Hôm nay không còn nữa ông Dương cách biệt, chúng con vô cùng thương tiếc trong niềm đau thương mẹ già như chuối chín cây. Gió lấy mẹ gồm con phải mồ côi những bạch như tô đức. Kính thưa quý vị, để hoàn thành tang lễ để đưa mẹ bà của chúng con đến nơi an nghỉ cao cùng, cũng nhờ vào sự tư cờ giúp đỡ của tất cả quý vị, chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân đại đức Thích Phật Đức trụ trì chùa Huyền Trang cùng chư tôn đức chùa Huyền Trang chứng minh khai mở các buổi lễ cầu siêu của cơm xã hội hương linh. Chân thành cảm tạ tri ân chùa Phục Quang, chùa Quảng Thành, hội đồng hương và ban nghi lễ hội đồng hương làng Ngọc Thủy tại khu vực bầu cối Cấp Thánh, họ Nguyễn Đề Tam, Hồng Lâm. Ban nhạc lễ, dịch vụ mai táng Đức Phát, quý cơ quan đoàn thể sĩ nghiệp, quý vị quan khách, quý gia đình, suy gia, thân gia, quý bà hữu và quý bà con nội ngoại đến chia buồn, phân ưu. Dân hoa là dân hương cầu nguyện hương linh quan tâm của bà Nguyễn Thị Bích và sáng cực lạc quốc và gia đình chúng con. Chân thành cảm tạ thi dân bà con nội ngoại bạn hữu gần xa để giúp đỡ cho gia đình trong những ngày tang lễ. Trong lúc tổ chức thực hiện chương trình tang lễ cũng không tránh khỏi những điều thiếu sót, kính xin sư tôn đức kính xin quý vị nhiệt tình tha thứ. Và sau khi an táng cụ bà của chúng con xong, mời tất cả quý vị về lại gia đường dùng bữa cơm thân mật với chúng con. Giờ đây tang nguyện chúng con xin đảnh lễ tạ ơn chư tôn đức cùng tất cả quý vị hồ công đức này cầu nguyện mẹ chúng con sớm siêu sanh về cực lạc quốc. Trân trọng kính chào chư tôn đức cùng quý vị, nam mô công đức tam bồ tát ba la tát.